Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ về thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Dương tính với COVID-19 đang trong quá trình cách ly và điều trị khẩn cấp. Khi biết được thông tin này, hàng triệu người dân Mỹ cùng những người yêu mến ông trên khắp thế giới đã gửi tới Tổng thống Donald Trump lời động viên và họ sẽ luôn cầu nguyện cho ông. Chính Tổng thống Trump đã viết thông báo này. Ông thông báo ông vừa có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi một trong những cố vấn thân cận nhất dương tính với virus corona. Trên Twitter, Tổng thống Trump xác nhận ông đã dương tính với COVID-19. Tối nay, đệ nhất phu nhân và tôi đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu cách ly và điều trị phục hồi. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua ải này. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông và đệ nhất phu nhân đang ở trong tình trạng cách ly sau khi một trong những cố vấn thân cận nhất của ông dương tính với virus corona. Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter rằng cả ông và bà Melania Trump đang đợi kết quả xét nghiệm sau khi Herb nhiễm COVID-19. Cố vấn 31 tuổi của Tổng thống là phụ tá thân cận nhất của Tổng thống Trump cho đến nay đã có kết quả dương tính bà đã đi cùng Tổng thống Trump trên Air Force One tới một buổi tranh luận trên truyền hình ở Ohio vào đầu tuần này. Hình ảnh bà Hicks xuống máy bay Tổng thống vào thứ Ba ở Cleveland không đeo khẩu trang đã được chụp lại. Bà Hicks thậm chí còn ở gần Tổng thống Trump hơn trên chiếc ghế trực thăng của Tổng thống Marine One vào thứ Tư khi ông tổ chức một cuộc meeting ở Minnesota. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã tweet vào tối thứ Năm, Hope Hick, người đã làm việc rất chăm chỉ mà không hề nghỉ ngơi một phút nào, vừa có kết quả dương tính với Covid-19. Thật kinh khủng! Đệ nhất phu nhân và tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly. Vẫn chưa rõ việc cách ly sẽ ảnh hưởng thế nào đến những sắp xếp cho cuộc tranh luận tổng thống thứ hai dự kiến vào ngày 15 tháng 10 tại Miami, Florida trong cuộc điện đàm với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity vào tối thứ Năm, Tổng thống Trump nói rằng ông và bà Trump đã dành rất nhiều thời gian với Hope. Vì vậy, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tổng thống nói và thêm thông tin rằng bà Hayes thường đeo khẩu trang nhưng vẫn có kết quả dương tính. Đã có hơn 7,2 triệu người Mỹ nhiễm virus corona, hơn 200.000 người trong số đó tử vong. Tòa Bạch Ốc cho xét nghiệm các cố vấn và bất kỳ ai khác tiếp xúc với Tổng thống hàng ngày bà Hesse là nhân viên tòa bạch ốc gần đây nhất bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Thư ký báo chí Cathy Mueller của phó tổng thống Mike Pence đã có kết quả dương tính vào tháng 5 và đã bình phục. Cũng trong tháng đó, một thành viên của hải quân là nhân viên phục vụ phòng của tổng thống Trump cũng bị dương tính với virus corona. Nhưng tòa bạch ốc cho biết cả tổng thống và phó tổng thống đều không bị ảnh hưởng. Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, một số nhân viên mật vụ, một phi công Marine One và một nhân viên nhà ăn của Tổng thống Trump cũng đã cho kết quả dương tính. Bà Hayes từng là phát ngôn viên chiến dịch tranh cử trong thời gian ông Trump tranh cử trước khi trở thành giám đốc truyền thông tại Tòa Bạch Ốc. Bà từ chức vào tháng 3 năm 2018 để trở thành giám đốc truyền thông của Robert Murdoch trước khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 2. Cũng trong một thông báo, chúng tôi vừa nhận được từ bác sĩ Sean Conley của Tổng thống Trump. Tổng thống và phu nhân của ông ấy hiện tại trong tình trạng tốt. Họ sẽ được điều trị và phục hồi sức khỏe trong dinh thự của Tòa Bạch Ốc, đội ngũ y tế và tôi sẽ chăm sóc họ. Xin hãy yên tâm, tôi mong Tổng thống bình phục và không bị can thiệp. Nếu tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tiếp tục báo cáo về những diễn biến trong tương lai. Trump và vợ không mắc các bệnh tiềm ẩn khác và được chăm sóc y tế hạng nhất của Hoa Kỳ và virus sẽ sớm được khắc phục, Chúa phù hộ. Như Tổng thống Donald Trump từng nói, cầu nguyện là thứ có sức mạnh lớn nhất. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho Tổng thống Trump để nhất phu nhân và các cộng sự của ông được bình yên trong những giờ phút nguy khốn này. Người Mỹ vẫn luôn luôn cúi đầu cầu nguyện để xin chỉ dẫn giúp chúng ta vượt qua những thách thức khó khăn và những giai đoạn đầy bất ổn nay khi chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những thách thức chưa từng có đặt ra bởi đại dịch virus corona, hàng triệu người Mỹ không thể tập hợp cùng nhau về nhà thờ, đạo viện, giáo đường do thái hay nhà thờ hồi giáo và các tu viện thờ phượng khác. Nhưng trong thời kỳ này chúng ta không được ngừng xin Chúa ban cho trí tuệ, sự vỗ về an ủi và sức mạnh. Chúng ta đặc biệt phải cầu nguyện cho những người phải chịu khổ đau và những người đã mất đi người thân. Tôi mong các bạn tham gia cùng với tôi trong một ngày cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona. Chúng ta sẽ cầu xin Chúa đặt bàn tay chữa lành của Ngài lên người dân của đất nước chúng ta. Với tư cách là Tổng thống của các bạn, tôi kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện vì sức khỏe, sự an lành của những đồng bào người Mỹ của chúng ta và nhớ rằng không có vấn đề nào quá lớn đối với Đức Chúa. Tất cả chúng ta nên nhớ trong tim những lời thiên liêng được ký trong Thánh Kinh." hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài vì Ngài săn sóc anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng tất cả những ai phải chịu khổ đau vì virus sẽ cảm thấy sự bảo vệ và tin yêu của Đức Chúa trong thời gian này. Với hồng ân của Chúa, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Hôm thứ Sáu, tôi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và thực hiện các hành động quyết liệt khác để giúp triển khai toàn bộ sức mạnh của chính quyền liên bang để trợ giúp các nỗ lực chống lại đại dịch virus corona nay tôi thúc giục mọi người mỹ hãy cầu nguyện cho những ai đang ở tiền tuyến của mặt trận phản ứng này đặc biệt là đội ngũ chuyên gia y tế xuất sắc của quốc gia cùng những nhân viên y tế công những người đang làm việc không mệt mỏi để bảo vệ tất cả chúng ta khỏi virus corona và chữa trị cho những bệnh nhân bị nhiễm tất cả những nhân viên trong lực lượng phản ứng nhanh cảnh vệ quốc gia những cá nhân tận tụy đang làm việc để bảo vệ sức khỏe sự an toàn của các cộng đồng của chúng ta và các lãnh đạo liên bang bang và địa phương Chúng ta tin rằng Ngài sẽ ban cho họ trí tuệ mà họ cần để đưa ra những quyết định khó khăn, những hành động dứt khoát để bảo vệ người Mỹ trên khắp đất nước. Khi hướng tới Chúa Cha trong lời cầu nguyện, chúng ta nhớ đến những lời khắc trong sách Thánh Vịnh câu 91. Ngài là nơi nương nấu tôi và là đồn lũy tôi, là Đức Chúa Trời của tôi và tôi tin cậy nơi Ngài. Khi chúng ta về bên nhau trong lời cầu nguyện, chúng ta được nhắc nhở rằng không có gánh nặng nào là quá nặng nề đối với Chúa hay đối với đất nước này khi có sự chăm sóc của Ngài. Sách Luke 137 hứa rằng, bởi vì không việc gì Đức Chúa không làm được cả. Và những lời này cũng đúng đắn như xưa, bởi vì chúng ta là một quốc gia dưới chân thiên chúa chúng ta lớn mạnh hơn những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt và nhờ lời cầu nguyện và những hành động của yêu thương và thiện lành chúng ta sẽ vượt lên trên thử thách này và trở nên mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết xin chúa ban phước lành cho mọi người trong các bạn và xin ngài ban phước cho nước mỹ vì thế, nay tôi Donald Trump, tổng thống hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tại đây tuyên bố rằng ngày 15 tháng 3 năm 2020 là ngày quốc gia cầu nguyện cho tất cả người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona và cho nỗ lực chống dịch quốc gia. Tôi thúc giục người Mỹ với mọi tín ngưỡng và tôn giáo hãy cầu nguyện cho những ai bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bao gồm cả những người phải chịu tổn hại hay mất người thân. Để làm bằng chứng, tôi ký tên dưới đây vào ngày 15 tháng 3 trong năm 2020 của Chúa và năm 244 của Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Chuyển sang một bản tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ định cắt mít, ông Trump nói hãy tìm ứng viên dân chủ thông minh hơn. Người dẫn chương trình cuộc tranh luận lần đầu tiên phải nhắc lời ông Trump 76 lần và ông Biden 15 lần, Ủy ban tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 cho biết rằng họ sẽ xem xét việc thay đổi các quy tắc để làm cho hai cuộc tranh luận Tổng thống sắp tới có trật tự hơn sau khi hai ứng cử viên liên tục cắt ngăn lời đối thủ cũng như người dẫn chương trình trong cuộc tranh luận đầu tiên tối hôm ngày 29 tháng 9. Theo CBS News, cuộc tranh luận đêm qua cho thấy rõ ràng rằng cần thêm các nguyên tố bổ sung vào thể lực của các cuộc tranh luận còn lại nhằm bảo đảm các cuộc tranh luận còn lại được trật tự hơn, Ủy ban tranh luận tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ tư, ngày 30 tháng 9. "Chúng tôi đang cân nhắc những thay đổi và sẽ tuyên bố những nguyên tắc mới trong thời gian ngắn sắp tới." Ngoại giới cho rằng, Ủy ban tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ hy vọng giữ tính trung lập trong cuộc bầu cử. Tuyên bố này cũng là một phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên đầy kịch tính vào hôm thứ Ba. Tin tức Nora O'Donnell của CBS News nhận được cho biết, Ủy ban tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ đang xem xét các quy định mới bao gồm trang bị công tắc cho người dẫn chương trình nếu ứng viên bất chấp các nguyên tắc của cuộc tranh luận. Người dẫn chương trình có quyền cắt mít của ứng cử viên nếu cần. Dữ liệu cho cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào thứ Ba được Epoch Times tổng hợp như sau. Người dẫn chương trình Wallace đã hỏi ông Trump và ông Biden lần lượt là 18 và 14 câu hỏi, đồng thời đặt câu hỏi truy vấn đến cùng 15 và 4 lần. Ông Wallace đã cắt ngăn các bài phát biểu của ông Biden 15 lần và các bài phát biểu của Tổng thống Trump 76 lần, còn ông Trump ngắt lời người khác 73 lần. Ngoài ra, ông Trump đã bẻ lại đối thủ của mình 15 lần và ông Biden đã làm như vậy đối với đối thủ của mình 4 lần. Chủ đề chiếm nhiều thời gian nhất của hai người là đại dịch virus viêm phổi vũ hán, cuộc thảo luận kéo dài khoảng 21 phút, sau đó là chủ đề sắc tộc. Thời gian phát biểu trong toàn bộ buổi tranh luận là khoảng 39 phút cho tổng thống Trump và 44 phút cho ông Biden. Ông Trump đã tweet vào chiều thứ tư để đáp lại tuyên bố mới nhất của ủy ban tranh luận tổng thống hãy tìm một người dẫn chương trình mới và một ứng cử viên dân chủ thông minh hơn, ông Trump viết. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã trả lời tuyên bố của Ủy ban tranh cử Tổng thống rằng hành động thay đổi các quy tắc của Ủy ban tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ là đang giúp đỡ cho đối thủ. Tim Mattel, tổng thanh tra truyền thông của chiến dịch Trump cho biết, họ, Ủy ban đã làm điều này vì người của bọn họ đã gặp phải một đòn nghiêm trọng vào đêm qua. Trước tuyên bố của ủy ban tranh luận tổng thống Hoa Kỳ nhằm thay đổi quy tắc của cuộc tranh luận, ông Biden nói với truyền thông rằng ủy ban nên tìm cách cho các ứng viên đưa ra câu hỏi đầy đủ mà không bị gián đoạn. "Tôi hy vọng ủy ban tranh luận có thể tìm cách kiểm soát quyền trả lời câu hỏi của chúng tôi mà không bị cắt ngang", ông Biden nói. Phó tổng thống Mike Pence và thượng nghị sĩ Kamala Harris dân chủ California sẽ có buổi tranh luận duy nhất vào thứ tư tuần sau, ngày 7 tháng 10. Cuộc tranh luận Trump Biden tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Miami. Cuộc tranh luận Trump Biden tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Miami, bang Florida và cuộc tranh luận thứ ba dự kiến vào ngày 22 tháng 10 tại Nashville, bang Tennessee. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.